Cảnh sát San Francisco phát hiện một chiếc vali chứa đầy bộ phận người, tin từ San Francisco. Cảnh sát Hoa Kỳ vừa mới phát hiện một chiếc vali chứa các bộ phận cơ thể của người ở San Francisco, làm dấy lên một cuộc tìm kiếm ở các khu vực lân cận. Theo các đài truyền hình ở địa phương cho biết, vụ việc nói trên đã được phát hiện sau khi cảnh sát nhận được thông báo về một chiếc vali đáng ngờ nằm trên vỉa hè. Cảnh sát đã tiến hành phong tỏa toàn bộ khu vực xung quanh Market và đường số 11 để bắt đầu cuộc tìm kiếm. Sau đó, họ đã phát hiện thêm nhiều mảnh thi thể khác, mặc dù hiện vẫn chưa rõ đó có phải là của cùng một nạn nhân hay không. Hiện cảnh sát vẫn chưa tiết lộ về giới tính và sắc tộc của nạn nhân. Những mảnh thi thể được tìm thấy đã được chuyển giao cho cơ quan điều tra để tiến hành kiểm tra.